Trước khi giải SEA Games này diễn ra thì em có tập trung được rất là lâu rồi ạ. Em phấn đấu rất là lâu rồi. Nhưng mà vì đợt năm ngoái em bị chấn thương nên là em cũng nghĩ là em không có khả năng để em thi đấu nữa. Cho nên là thầy cô cũng đã động viên rất là nhiều và em tập lại được khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng và em đạt được thành tích như ngày hôm nay thì em rất là vui ạ. Nhưng mà cũng may mắn là để đến năm nay, bởi vì là trước gần đến lúc SEA Games thì em lại bị lật cổ chân. Vì cái cổ chân này trước em mổ rồi, thế là lật cổ chân là đến bây giờ em đầu năm vừa rồi thì bác sĩ khuyên là nên đi mổ, nhưng mà được các thầy cô động viên ấy, thì em cố gắng nốt giải để em đi xong giải em sẽ đi mổ. Dạ, tình trạng của em bây giờ là chỉ đợi xong này là đi mổ rồi, nó rất là nặng, nên là động lực để đến ngày hôm nay là có cô Lela, cô đã động viên em rất là nhiều trong thời gian em chấn thương. Vì khi em bị chấn thương ấy, em cũng xin cô là không tham gia SEA Games, nhưng mà cô động viên em rất là nhiều nên là em quay lại trở lại tập luyện.